Mà nó chạy rồi. Kệ nó. Thôi, thua keo này ta bày keo khác. Không tha cho nó đâu. Ui. Sao hai người lại vào được đây? Thì cháu quên à? Cái căn hộ này cũng là căn hộ của con gái bác. Kim nó cũng có chìa khóa còn gì nữa. Bác ơi, ít nhất bác phải bấm chuông chứ ạ. Bác làm như thế này là đột nhập trái phép đấy ạ. Thì bấm từ nãy đến giờ rồi, có ai ra mở cửa đâu. Kiên ạ, thật ra thì hôm nay bác đến đây là để xin lỗi cháu. Cái vụ hôm trước ý, bác đối xử với cháu hơi quá đà một tí. Nhưng mà cháu cũng phải thông cảm với bác. Bác làm mẹ, nhìn con như thế bác thương lắm. Thông cảm cho bác nhá, nhá. Bác đã nói như thế, cháu không giận đâu ạ. Ừ, thế được rồi, dạ. Tốt rồi, tốt rồi. Cháu mời bác uống nước ạ. Phương Anh uống nước đi. Vâng ạ. Này, thế dạ. Kiên định mặc như thế ngồi tiếp bác à? Ôi, cháu xin lỗi, cháu vào cháu thay đồ ạ. Thuốc đâu? Đây là đường phèn, đây là thuốc sổ. Sao thế? Phương Anh sao lúc nào cháu cũng lộn xộn thế này à? Đâu thuốc mê đâu? Đây rồi. Sao Diễm biết? Thuốc mê liều thấp đây còn gì nữa. Ôi con này, bừa bộn hết cả ra đây rồi đây này. Rồi ui, lộn xộn. Dạ, cháu xin lỗi, đã để bác chờ. Không sao. Cháu mời bác uống nước ạ. Cháu là đàn ông thì cháu uống trước đi. Dạ. Bố cháu bảo thế mà. Dạ. Cháu mời bác ạ. Dạ thưa bác. Thực ra cháu và Kim có rất nhiều sự khác biệt, không thể hòa hợp được. Bác biết tính Kim rồi đấy. Cô ấy suốt ngày bộp chộp, sồn sồn lên. Cháu nói mãi mà chẳng chịu nghe gì cả. Dạ, đối với cháu thì không sao, nhưng mà đối với bố mẹ cháu thì lại khác. Cháu là con một nên là chuyện lấy vợ, còn bố mẹ cháu nữa, rồi họ hàng, cháu với Kim có lẽ nên chấm dứt bác. Nó ngắt rồi. Hành động thôi. Hành động thôi. Này, từ từ. Đặt đầu nó nhẹ thôi, nó tỉnh thì chết đấy. Nhưng mà cái thuốc này nó nặng đô lắm. Cầm cho cháu cái túi. Địa phận này của Nguyễn Thị Bạch Kim. Mọi thắc mắc xin liên hệ Diệp. Ugh.
Bác Diễm, bác ra đây. Bác mở ra. Sao bác lại làm thế hả? Tôi chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của con gái tôi thôi. Dạ, bác ơi, cháu xin bác đấy. Bác đừng dính dáng gì đến chuyện riêng của cháu với Kim nữa. Mà sao bác toàn làm những chuyện dở hơi thế nhở? Cậu bảo ai dở hơi? Cậu nói tôi dở hơi à? Cậu dám khinh thường tôi à? Ôi giời ơi, anh hủy hôn với con gái tôi sao? Bây giờ anh đến đây, anh lại còn phỉ báng tôi nữa. Kìa bác. Đúng rồi, anh lại còn đến đây đe dọa mẹ quá con côi à? Hả? Thôi, bác đừng có bênh cái thằng phản bội đấy. Bác kể cháu. Ôi giời ơi. Không liên quan đến cô nhé. Cô đừng làm loạn lên. Tôi không muốn dính dáng đến cái thứ con gái mà chỉ biết động tay động chân hơn là động não. À, anh lại còn bảo tôi không có não à? Thế sao lớp tóc này nó là cái gì? Anh nói đi. Anh đánh chết tôi. Điên à? Phương Anh ơi, từ nay trở về sau đừng làm phiền tôi nữa. Anh chạy nhanh đi con Kim.